Chào cô chú anh chị ha. Cái vị trí Khoa đang đứng đây là thuộc xã Phú Tân của huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì cái miếng đất Khoa chuẩn bị dẫn vô cô chú anh chị thì cái miếng đất đó là cặp ranh với trường học luôn ha. Miếng đất này thì cô chú anh chị mình có thể mua để mà mình mở cái tạp hóa buôn bán đồ học sinh ha. Rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 290 triệu thôi. Với chiều ngang là 6m, dài 33m. Thì đây là khung cảnh trước tỉnh lộ 8BB ha. Đường này là đường tỉnh lộ 8BB. Thì đường này chuẩn bị quy hoạch thì mở rộng lên khoảng rộng ra thêm khoảng 10m ha. Đây là trước khung cảnh vô tỉnh đường tỉnh lộ. Thì từ vị trí tỉnh lộ này mình chạy vô tới đất thì tầm khoảng 200m rồi cô chú anh chị. Rất là gần luôn. Tại vì nó giáp ranh với trường học á, trường học mình thì thuộc tỉnh lộ. Giáp ranh với trường học thôi ha. Cô chú anh chị mình theo chân Khoa để đi vô miếng đất ha. Miếng đất mình thì nằm trên mặt tiền đường bê tông. Đường hiện hữu là đường 3m, ô tô xe 16 chở quý anh chị vô tới đất ha. Cách tỉnh lộ là chỉ chừng 200m à. Cô chú anh chị mình mua miếng đất này thì có để đầu tư dài hạn hoặc là các nhà để buôn bán đồ học sinh. Từ cái vị trí miếng đất thì có phóng mỗi con đường mở rộng ra bên hông của cái trường học ha, cho nên cô chú anh chị mình bán đồ học sinh rất hợp lý luôn. Đây là trường học Phú Tân, trường trung học cơ sở và trường tiểu học ha, trường gặp chung hả cô chú anh chị. Đây là chính là cái tuyến đường phóng mình đi vô trong tới trường học nè. Cô chú anh chị cũng đã làm xong rồi nè. Rồi miếng đất của mình thì từ vị trí cái đường phóng này lại tới miếng đất là thêm 50-60m nữa nè cô chú anh chị. Đó, trường học nè. Miếng đất mình thì giáp đuôi trường học luôn ha. Sổ hồng riêng sẵn nha cô chú anh chị. Rồi đây nha cô chú anh chị, với cái chiều ngang của mình, miếng đất của thửa đất mình thì 6m ha, chiều dài là 33m tính từ vị trí trụ ranh đó ha. Ngang qua đây thì hôm nay mưa nhiều, cỏ nó che hơi khuất ha, nằm trong bụi này hả cô chú anh chị. 6m luôn là anh mình sẵn luôn nha. Đây chạy thẳng vô là 33m, đuôi đất mình cũng cắm ranh luôn. Thì nói chung cái đuôi đất mình tiếp giáp với cái bờ rào trường học luôn á. Trường học này mới xây ha, chuẩn bị khánh thành rồi nha cô chú anh chị. Trường học này trường học lớn theo cũng theo tiêu chuẩn quốc gia luôn ha. Nà mình thì cao ráo cô chú anh chị mình vô là xây dựng ngay luôn ha. Đây đuôi đất của mình tiếp giáp với ranh trường học luôn nè. Đây có trụ ranh nè cô chú anh chị. Chú anh chị thấy ha. Bằng thẳng ra thì miếng đất này sổ hồng riêng sẵn rồi, với chiều ngang là 6m, dài là 33m, chỉ có giá là 290 triệu thôi. Cô chú anh chị mình mua về đây cái mình làm cái tiệm tạp hóa để mình buôn bán đồ học sinh, đồ ăn uống rồi nó cũng hợp lý ha. Tại trường này là trường trường trung học rồi, cho nên cái nhu cầu học sinh ăn uống hoặc là mua sắm rất là nhiều. Cô chú anh chị có thể tận dụng để mà mình mở cái tiệm tạp hóa ở đây ha. Từ đây mình ra tỉnh lộ 8BB thì khoảng 200m này cô chú anh chị thấy ha, lúc đầu Khoa dẫn quý anh chị vô đó. Thì đây từ vị trí đất mình đi xuống biển khu lịch tầm khoảng 1km nữa ha. Thì khu vực này nếu quý anh chị mà muốn đi qua bên Gò Công hoặc về thành phố Hồ Chí Minh thì mình đi tuyến Phạm Bến Chùa. Từ vị trí đất mình lên tới Phạm Bến Chùa tầm khoảng 4km, mình qua Phạm Bến Chùa là mình tiếp giáp với thị xã Gò Công. Đó, mình qua thị xã Gò Công mình đi thêm chừng 30-40km nữa về tới Sài Gòn rồi. Đây rất là gần Sài Gòn luôn ha. Thì về tương lai thì có một số tuyến đường ven biển thì cũng chuẩn bị khởi công rồi ha. Cô chú anh chị sau này mình về đất rất là gần. Còn nói chung thì bây giờ hiện trạng thì mình không nói về tương lai xa, nhưng mình nói về tương lai gần thì miếng đất này quý anh chị có thể tận dụng để mình kinh doanh. Sổ hồng riêng sẵn, công chứng chuyển nhượng nhanh gọn cho cô chú anh chị luôn ha. Rồi giá bán 290 triệu. Cô chú anh chị mình muốn tìm hiểu thêm thì liên hệ cho Khoa, số điện thoại là 0334474430 hoặc là 0766450076. Khoa sẵn sàng tư vấn và dẫn quý anh chị xem đất ha.
Rồi phải kết thúc video nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi ha.